Con tắc kè màu xanh màu đỏ em bắt về em nấu cà ri, mang đến trường mời cô mời bạn, mang cả nồi để nấu cà ri ngon bánh mì giòn, bàn chân em bước đi vòng tròn, đưa em vào nhà cầu tiếu ngay 3 tiếng rồi ngồi trên bồn cầu. Em thấy bạn cong đít chạy ra, em thấy nhà vệ sinh toàn mùi mùi nồng thắm như mùi cà ri. Eu trouxe só uma mensagem.